Nhị phu nhân. Nhị phu nhân, sao phu nhân đích thân mang đồ ăn vậy? Người cứ để tôi làm cho. Đây là mì ta đích thân nấu cho đại tỷ, để ta bưng tới đó. Vậy thì càng nên để tôi bưng, tôi là nha hoàn mà. Trời ơi, ta nói không cần là không cần. Ngươi đi làm những chuyện khác đi, ta đích thân mang tới đó. Không lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao? Sao hôm nay nhị phu nhân lại hiền hậu dễ chịu như vậy, còn đích thân nấu đồ ăn? Nguyệt Nhi, cô có biết không, nhị phu nhân đích thân nấu mì đem lên cho đại phu nhân đó. Thái Nhi, cô có nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì? Không có gì. Nguyệt Nhi à, cô có nghe những lời mà tôi vừa nói với cô hay không? Nhị phu nhân nấu mì gì chứ, tôi có giúp mà. Vậy cô nói coi, tại sao nhị phu nhân lại làm vậy? Đúng rồi Thái Nhi. Chuyện hôm trước cô nói với tôi đã suy nghĩ lại rồi. Cô nói rất đúng, cho dù phải báo thù cho Dượng Phúc thì tôi cũng không cần hy sinh bản thân làm thay thiếp của lão gia. Nguyệt Nhi, cô nghĩ như vậy thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Cô có biết không, hồi trước Lan Bình bị lão gia chọn trúng, tôi cũng thấy mừng cho cô ấy lắm. Nhưng mà cô thử nghĩ coi, thời gian trước sau không tới một năm, lão gia không có ở đây, nhị phu nhân không phải nói này nói nọ thì lại đánh mắng cô ấy. Được rồi Thái Nhi, tôi còn chuyện phải làm, chuyện này khoan nói đi nha. Trời ơi. Ông trời ơi, con đã lỡ tay đánh Nguyệt Nhi. Đã lâu rồi con không được gặp nó, trong lòng con rất nhớ nó, rất thương nó. Trong lòng con luôn nghĩ, con phải thương nó, con phải yêu nó. Nhưng mà hôm nay con lại đi. Con đã đánh Nguyệt Nhi. Con thật không cố ý mà. Con thật đáng chết. Đại tỷ à, là cô sao? Cô tới đây để làm gì? Muội nghe nha hoàn nói tỷ chưa ăn cơm, muội đã nấu mì cho tỷ đây. Ta không đói. Đại tỷ, mọi chuyện lúc trước là do muội không đúng. Muội cố tình nấu tô mì này là để xin lỗi tỷ, để tình tỷ muội trước nay của chúng ta tha lỗi cho muội đi. Ta ăn không nổi, không muốn ăn. Nè, dù nói gì thì nói, tỷ cũng phải ăn một chút. Tỷ không ăn cơm sẽ không tốt cho sức khỏe. Đây chứng tỏ là tỷ vẫn còn giận muội rồi đó. Đợi một chút. Người là? Đại phu nhân, tôi là bằng hữu tốt của quyền lệnh Tam Hà Bành đại nhân, và tôi cũng là bằng hữu tốt của Hoàng Thiên Bá đó. Thì ra là bằng hữu của Bành đại nhân và Thiên Bá. Cậu tới tiệm Thiên Bá đúng không? Sao cậu có thể vào đây được vậy? Phu nhân đừng lấy làm lạ. Con người của tôi có một cái tật lạ, trước giờ không đi vào bằng cửa. Tôi nhảy qua tường vào đây. Nhảy qua tường vào đây? Vậy không phải là trộm sao? Nói rất là hay đó. Nhị phu nhân có mắt to, nhưng mà con mắt nào của cô thấy tôi trộm đồ vậy? Hả? Tôi trộm cái gì? Tôi chỉ nhắm vào cái tô mì này thôi. Tôi đi theo cô vì quả thực tô mì rất thơm, tôi chỉ muốn ăn mì thôi. Tô mì này không thể cho ngươi ăn. Hả? Tại sao vậy? Đây là ta đặc biệt nấu cho đại tỷ ăn đó. Tôi nói nè nhị phu nhân, đại phu nhân rộng lượng vậy sẽ không tiếc tô mì. Và lại, tôi đã vì Tô gia mấy người chạy tới chạy lui, đừng nói là một tô mì, một ngụm nước tôi cũng chưa uống được. Tô gia lớn như vậy không tiếc tô mì đâu ha. Đây. Ê, nè nè,
Không phải là tôi tiếc không cho cậu ăn tô mì này. Chỉ là tô mì này lúc nãy tôi đã ăn một miếng, không còn sạch sẽ. Như vậy đi, tôi dẫn cậu tới nhà bếp coi thử nha. Cậu muốn ăn gì thì tùy ý chọn. Được được, vậy hay quá. Được. Được, nếu như đại tỷ đã mở lời rồi, ta sẽ tới nhà bếp nấu cho ngươi một tô. Nếu không ngươi lại nói ta keo kiệt. Được đó. Nè, đại tỷ. Đại tỷ sao vậy? Đại tỷ. Nhìn gì? Mau đỡ lên đi. Ta chỉ nấu mì cho tỷ ấy thôi, sao lại ra nông nổi như vậy chứ? Thạch tính, đã trúng thạch tính rồi. Tô mì đó là do cô đem tới đây, có phải không? Cô. Đại phu nhân bị sao vậy? Cô. Cô của tôi sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô của Quỳnh Định ăn tô mì này, mới hấp có một muỗng nước đã trúng thạch tính rồi. Mì do cô ta đem tới đó. Diễu Hồng Diễm, cô đúng là quá to gan mà. Minh Thiên Bá, cậu hãy tin tôi đi. Sao tôi có thể hạ độc hại đại tỷ chứ? Cậu nhất định phải tin tôi. Cậu hãy tin tôi đi. Tôi tin cô cái gì? Bây giờ chứng cứ rành rành, cô còn gì để nói? Thiên Bá, cô Huynh không sao đâu. Bà ấy chỉ hấp một muỗng nước, trúng độc không có nặng. Tôi đã cho bà ấy uống thuốc giải, bây giờ không sao rồi. Huynh yên tâm đi. Diễu Hồng Diễm, nếu như cô của ta mà có chuyện gì, ta không tha cho cô đâu. Bành Hưng. Âu Dương tiên sinh. Được. Liễu Hồng Diễm, bây giờ tôi sẽ về bẩm báo với đại nhân, sau đó sẽ bắt hết người trong Tô gia này, giải hết về nha môn. Đúng, phải phán người đàn bà này 10 tội chết luôn, 100 tội chết luôn, 1000 tội chết luôn, vạn tội chết luôn. Tóm lại là phải cho cô ta chết mới được. Độc nhất chính là lòng dạ đàn bà, đúng không? Các người sao lại đối xử với ta như vậy? Thực sự ta không có làm gì hết. Sao lại không có? Lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy nhị phu nhân đem mì qua đây. Tôi nói là muốn giúp đỡ thì bà ấy cứ không chịu, còn nói chính tay đã làm cho đại phu nhân phải đích thân đem tới. Các người giỏi lắm. Các người bày kế hãm hại ta có đúng hay không? Các người, sao các người có thể đối xử với ta như vậy? Được rồi, đừng có nói nữa. Tôi phải đưa cô về nha môn. Có chuyện gì thì cứ nói trước công đường đi. Không, ta không đi. Ta không đi. Thả đi, ta má. Ta không đi. Âu Dương tiên sinh nói cho chúng tôi biết, tô mì đó là Liễu Hồng Diễm đem tới mời đại phu nhân ăn. Đại phu nhân vốn từ chối không chịu ăn, nhưng mà cô ta cứ ép bà ấy ăn. Lúc bà ấy vừa mới ăn vào, không ngờ là bị trúng độc luôn. Đúng vậy. Đại nhân, may mà lúc đó Âu Dương tiên sinh chạy tới kịp lúc. Nếu như không có nghe giúp giải độc thì hậu quả không biết như thế nào nữa. Rõ ràng là tô đại phu nhân đã trúng độc là do Liễu Hồng Diễm hạ độc đó. Từ đầu tới cuối chính là đại phu nhân vì ăn tô mì mà Hồng Diễm nấu cho nên mới ngất xỉu. Đúng, đại nhân, cả câu chuyện vừa rồi chính là như vậy đó. Đại nhân, xem ra vụ án này đã có thể phá rồi. Bây giờ trước tiên đem Liễu Hồng Diễm giam lại trước đã. Bành Hưng, vậy ngươi có ra lệnh nghiêm cấm người ở Tô gia tự do ra vào không? Đại nhân, chuyện này ngài cứ yên tâm đi. Tôi đã ra lệnh cho bộ đầu đi tới Tô gia rồi, đặc biệt căn dặn bọn họ không được tự ý rời khỏi đó. Vậy nên chắc không có vấn đề gì đâu. Đại nhân, Liễu Hồng Diễm hiện giờ đã bị bắt tại trận, cho nên ngài cứ phán cho Liễu Hồng Diễm đó tội chết chẳng phải là được rồi hay sao? Tiểu Liên à, chuyện không đơn giản như cậu đã nghĩ đâu. Tuy rằng
hiện tại chúng ta có không ít chứng cứ, nhưng mà còn phải đợi ở bên phía Âu Dương tiên sinh làm rõ các khúc mắc ẩn tình trước đã. Như vậy thì chúng ta mới có thể đem chân tướng công bố thiên hạ. Phải rồi Bành Hưng. Hả? Tô phu nhân thế nào rồi? À, Phu đại ca, Tô phu nhân hiện không có gì nguy hiểm nữa. Âu Dương tiên sinh đã giúp bà ta giải độc rồi. Giả lại Thiên Báo huynh cũng đang ở đó coi chừng. Tôi thấy vị Tô phu nhân này, nếu như thật sự có xảy ra chuyện gì bất trắc, thì hoàng công tử nhất định sẽ đem ả Liễu Hồng Diễm kia ra chém thành tám mảnh. Mở cửa ra. Đại nhân, dân phụ bị quan, xin Thanh Thiên đại lão gia làm chủ cho dân phụ. Đại nhân. Vị phu nhân, cô ngày thường vẫn luôn ngang ngược hống hách, không coi ai ra gì. Bây giờ cũng đã giác ngộ, biết mình sai rồi sao? Đại nhân, mấy ngày nay dân phụ bị nhốt ở chỗ này, có kêu la lớn thế nào, chửi bới không ngừng, tới bây giờ cũng không có ai ngó ngàng tới tôi. Dân phụ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ rồi lại nghĩ, tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên hống hách ngang tàn như vậy, không nên dễ dàng nổi nóng như vậy, không nên hở chút là đánh mắng người khác. Tôi biết là mình sai rồi, tôi đã sai rồi. Đại nhân à, tôi đã sai rồi, tôi đã sai thật rồi đại nhân à. Liễu Hồng Diễm, biết sai mà sửa, đó là chuyện tốt. Xem ra mấy ngày ngồi trong nhà lăng, cô đã ngộ ra nhiều điều. Đúng, đúng vậy. Nhưng xin đại nhân hãy tin tôi, tôi không thể nào hại đại tỷ. Tôi thực sự không biết trong miệng có độc đâu đại nhân. Ngài nhất định phải tin tôi bị quan mà đại nhân. Đại nhân, tình tiết của vụ án đều đã rõ ràng. Tất cả mọi chuyện ngày mai sẽ được xét xử trên công đường. Thu quan, chúng ta đi. Dạ. Đại nhân, đại nhân, tôi bị quan mà đại nhân. Đại nhân à.